của một công viên nhỏ nằm ngay giữa đầu mối Đa Lớt Si Ma Mường thuộc thành phố Rangvit, tỉnh Pathumthani, nằm phía bắc Thái Lan. Công viên có một hồ nước xinh xắn, ở giữa hồ là một đài phun nước rất đẹp và kiểu cách, trên mặt hồ là một dãy những gánh sen hồng và bên dưới từng đàn cá đẹp bơi lội tung tăng. Bao quanh hồ là một con đường rộng 3 mét được trải nhựa phẳng lì dành cho những người tập thể dục sáng chiều. Phần đông là những người cao tuổi, họ đến đây để tập dưỡng sinh, đi bộ, đá cầu lông, cầu mây. Còn các cô cậu thì chạy vòng hồ trông rất mạnh mẽ. Trước đây lúc 5 giờ sáng, trời bắt đầu đổ mây ngang là có người tập trung ở đây rồi, đông nhất là vào buổi sáng vì thời điểm này không khí trong lành và mát mẻ. Nhưng gần năm nay do dịch bệnh bùng phát nên công viên vắng lặng ít người lui tới. Ở Thái Lan này họ không bị cách ly, không bị cấm đi lại, nhưng vì họ ý thức được sự tàn phá của nCoV quá dữ dội tới tánh mạng con người nên họ không muốn lui tới những nơi công cộng thế này để làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Bây giờ là 6 giờ 30 sáng mà công viên vắng tanh, tôi để mình dạo một vòng cho biết cái đẹp của công viên và chụp vài tấm ảnh post lên cho các bạn xem để thư giãn. Các bạn thông cảm vì trong mùa dịch mình không có quà đẹp để các bạn xem. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sau mùa dịch. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và nhất là luôn an toàn trong cơn đại dịch. Chào và tạm biệt các bạn nha. We'll be right back.